Trong video này, mình sẽ tham gia vào cuộc chiến ngọc rồng cực kỳ bùng nổ với sức mạnh của siêu Saiya anh em nhé. Nói thế cho nó oách thôi chứ thực ra hôm nay có một tựa game ngọc rồng mới. Nó tên là Chiến binh siêu cấp anh em ạ. Cơ bản Dragon Ball lại là bộ truyện đầu tiên mà mình đọc hồi tầm bé. Thế cho nên hôm nay mình cũng trải nghiệm thử tí xem như thế nào anh em nhé. Đầu game thì mình cứ phải nhập cốt Fra thì mình đã hợp thành luôn được một vị tướng Son Goku. Ôi dồi ôi, ngon lành cái nào luôn. Ngoài ra thì mình có được cả em Vegeta. Tuyệt cả là vời anh em ạ. Và đây anh em có thể nhìn thấy Cell nhá. Ngày xưa ở cái bộ truyện mà mình đọc nó gọi là Sen Bộ Hùng anh em ạ. Bên cạnh đấy, trong 14 cái gift code thì mình cũng có thể nhận thêm được 41 cái vé chiêu mộ anh em ạ. Thế cho nên mình vào ước nguyện rồng thần luôn anh em nhá. Và tất nhiên là mình sẽ ước nguyện cao cấp luôn rồi. X10 phát đầu tiên để xem nào. Ui, có một vị tướng càng không biết làm gì đây. Ui, Vegeta luôn này anh em ơi. Để mình ước thêm 10 phát nữa xem nào. Ui, vị tướng đỏ luôn này anh em ơi. Dabura. Đây là một vị tướng bậc S anh em nhá. Và tiếp tục để mình xem được vị tướng gì. Ôi trời ơi, nhưng lần này lại chỉ là hai vị tướng tím thôi anh em ạ. Và lần X10 cuối cùng tiếp tục là một vị tướng tím nữa, hơi cùi bắp tí anh em ơi. Khi mà sở hữu được vị tướng nữa rồi thì mình có thể vào phần đồ giám và nhận thêm được 100 kim cương anh em ạ. Tiếp tục 100 kim cương nữa này. Vegeta thì mình cũng đã sở hữu được rồi, và Goku có thêm 100 kim cương nữa anh em nhé. Thế cho nên là lần lượt mình click vào từng vị tướng một để lấy kim cương, nhưng mà vị tướng nào phẩm thấp thì sẽ chỉ được 50 cho đến 30 kim cương mà thôi. Còn những vị tướng nào phẩm càng cao thì chúng ta sẽ càng được nhiều kim cương anh em nhé. Nhân tiện để mình xem ở trong này có những vị tướng nào ngầu anh em nhé. Ui dồi ôi, có Son Goku siêu Saiya cấp 3 bậc SS luôn anh em ạ, trông ngầu đét luôn. Super Baby cũng là bậc SS luôn anh em nhá. Ui, Gogeta anh em ạ cũng bậc SS luôn này. Wow, mình còn thấy có cả Broly siêu Saiya cấp 1 luôn anh em nhá. Ui, còn có cả vị tướng Vegito nữa này anh em ơi. Nhưng mà trong số những cái vị tướng SS đấy thì mình vẫn thấy Son Goku siêu Saiya cấp 3 là ngầu nhất anh em nhá. Nhưng mà mình cũng chưa biết cách làm thế nào để có thể sở hữu được em Goku ở trong này anh em ạ. Nhưng nếu như anh em muốn sở hữu mô hình Son Goku để trên bàn học hoặc là để co trang trí thì có thể click vào giỏ hàng ở góc dưới bên trái màn hình nhá. Sau khi tắt cái phần đồ giám đi thì lại đập vào mình ngay cái phần X10 chiêu mộ miễn phí anh em ạ. Ở trong này thì cứ mỗi một lần chúng ta vượt đến số ải nhất định thì sẽ có được 3 lần chiêu mộ X10 free anh em nhé. Nhưng mà tất nhiên chúng ta sẽ chỉ được lựa chọn một trong 3 mà thôi. Đây là 3 lần chiêu mộ X10 của mình, và chắc chắn nếu như mà đạt cấp 25 thì mình sẽ sở hữu vị tướng Son Goku này. Ở trong cái phần quà nạp đầu này thì mình nhìn thấy Son Goku siêu Saiya cấp 3 trông ngầu quá anh em ạ. Lúc này game mảnh thì mình cũng đã có thêm một số cái vị tướng nữa, nên là mình vào trong cái phần chiến binh để sắp xếp lại đội hình một chút anh em nhé. Mình cho thêm mấy vị tướng bậc A cũng như là bậc S vào trong đội hình để thay thế cho mấy vị tướng tím này anh em ơi. Có Cell này, tiếp tục là Dabura này, và cho thêm cả Vegeta vào nữa anh em nhé. Ok, giờ thì mình lưu đội hình lại này. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là nâng cấp cho những vị tướng của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Tất nhiên là mình ưu tiên nâng cấp cho Son Goku của mình rồi. Sau đấy là sẽ đến em Cell, và tiếp tục là đến Dabura, cuối cùng là Vegeta anh em nhé. Sau đấy thì mình tiếp tục là nâng cấp độ cho Dabura lên 30 luôn, và đột phá thêm phát nữa là mình có thể mở thêm được một cái skill nữa khá là ngon lành cành đào anh em ạ. Nhưng nâng Dabura xong thì mình hết luôn cái thuốc để nâng cấp rồi, nên là mình chuyển sang nâng cấp Vegeta để xem lên được cấp bao nhiêu. Lên được cấp 9 thôi anh em ạ. Tương tự với vị tướng Cell thì mình cũng chỉ nâng cấp được lên cấp 5. Chắc là mình phải đi vượt thám hiểm thêm thì mới có thêm tài nguyên để nâng cấp anh em nhé. Nhưng trước khi khiêu chiến ải thì mình sẽ nhận cái thưởng online cái đã, để xem được phần thưởng gì nào. Ui, có 20 vé chiêu mộ này. Ui, 500 cái XP chiến binh dùng để nâng cấp level luôn này. Ngon lành cành đào luôn anh em ạ. Và chỉ còn 2 giờ nữa thôi là mình sẽ có thể lụm thêm được 10 cái vé chiêu mộ nữa anh em nhé. Thế thì quay trở lại, mình sẽ nâng cấp cho Vegeta lên level 30, tiếp tục là Cell lên level 30 anh em ạ. Thừa tài nguyên thì mình tiếp tục là nâng cấp cho em Dabura của mình lên level 40 luôn, đột phá thêm một phát nữa này. Rồi, ngon lành cành đào anh em ơi. Rồi, và tiếp tục lên được level 50 em nhá, đột phá thêm phát nữa để mình xem có lên được level 60 luôn hay không. Có luôn này. Và tiếp tục là ui, nhưng mình bị hết vàng rồi, nên là chưa thể nào mà nâng cấp lên level 70 được. Ok, nhưng không sao, mình sẽ dùng kim cương để có thể là mua hết vàng đây anh em nhá. Kim cương mình làm nhiệm vụ được rất nhiều, thế cho nên mình nghĩ đầu tư vào vàng ở giai đoạn này cực kỳ là hợp lý rồi. Sau khi mua xong thì mình đã có 1 triệu vàng nữa, và tiếp tục để nâng cấp level lên, lên được level 70 này. Nhưng mà XP chiến binh của mình thì lại hết rồi, nên là mình lại chuyển sang cho Son Goku để nâng cấp đi xem nào, lên được level 34 anh em nhá. Như vậy là cũng hòm hòm rồi anh em ạ. Và còn 20 cái vé chiêu mộ thì mình sẽ tiếp tục chiêu mộ để xem được một vị tướng bậc S nào hay không anh em nhá. Rất tiếc là không anh em ạ. Thêm phát này nữa đi. Ui, ngay vị tướng bậc S liền. Trời ơi, Meta Cooler. Và đây nữa. Ui xổi ôi, Frost luôn anh em ạ. Sức mạnh cộng 15 anh em nhá. Nhận luôn 100 kim cương, tuyệt vời luôn. Và đây nữa anh em ơi. Thế này thì mình có thể cho em Frost vào trong đội hình nữa rồi, lưu lại luôn này. Và hiện tại em Cell của mình là bậc A, thế cho nên mình sẽ tái sinh em Cell này anh em nhá. Ok, để mình có thể là cho thêm một em khác vào trong đội hình của mình. Rồi, sẽ hoàn trả lại hết tài nguyên cho mình này. Bây giờ thì mình sẽ bỏ em Cell này ra và cho vào đây, đó chính là em Meta Cooler. Mình sẽ ấn lưu lại.
lại. Hy vọng rằng là với vị tướng Meta Cooler có khả năng giảm thủ cấm hồi sinh thì đội hình của mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn anh em nhé. Tiếp tục là mình sẽ nâng cấp cho Frost lên level 30. Ui, nhưng chỉ lên được 17 thôi thì lại hết tài nguyên mất rồi. Mình sẽ ấn trang bị lại này. Tiếp tục là Meta Cooler. Bây giờ thì mình hoàn toàn có thể đi vượt ải dễ dàng hơn rồi và chiến đấu luôn nào anh em ơi. Ok, đội hình của team bạn chỉ có 3 đứa thôi và team mình thì đánh cực kỳ khủng khiếp luôn. Ui, Sunoku các kiểu sử dụng skill quá trời quá đất luôn anh em ạ. Và thêm một ải nữa đi, ải số 9 anh em nhá. Nếu như mình chăm chỉ vượt ải thì cũng sẽ có thêm rất là nhiều vé chiêu mộ này. Nabura đánh khủng quá nhờ anh em nhờ. Đấy, chỉ sau một vài bước nâng cấp đội hình thôi là mình đi vượt ải cũng đã nhàn hơn rất là nhiều rồi nhá. Nên trước khi đi vượt ải, anh em nhớ làm theo mình để cái quá trình vượt ải nó dễ dàng hơn anh em nhá. Đặc biệt là với vị tướng Nabura này mình thấy hợp lý để đi vượt ải giai đoạn đầu. Do em nó có sát thương nhóm nên là đánh nó cứ phải gọi là ối xôi luôn. Và bây giờ thì có mở ra cái tính năng giải đấu, tức là đấu người với người đấy. Để mình vào mình chiến thử xem nào. Wow, cái giải đấu này cực kỳ là hoài niệm luôn anh em ơi. Sau khi vượt ải xong vì quá đam mê Sunoku nên là mình đã quyết định đầu tư 20k vào đây để có thể nhận được một cái vé nạp 20k. Sau đấy mình vào mua 60 kim cương với một cái vé trị giá 20.000 đồng. Nhưng lần đầu nạp thì mình được x2 lên là 120 kim cương anh em ạ. Và thế là lúc này cấp VIP của mình đã lên được VIP 1. Wow, mình có thể đầu tư 238 kim cương để thu về được rất rất nhiều tiền anh em nhá. Thế là mình sẽ có thêm tài nguyên để nâng cấp. Đặc biệt hơn là mình được nhận cái quà nạp đầu với vị tướng Sunoku siêu xây ra cấp 3 anh em nhá. Trông ngầu đét luôn, nhận thêm 100 kim cương này em ơi. Nạp đầu mỗi ngày mình cũng có thể lụm thêm được hai cái vé chiêu mộ anh em nhá. Thế thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là tái sinh em Frost này để cho em Sunoku siêu xây ra cấp 3 của mình vào anh em nhá. Ok, tái sinh Frost luôn anh em ơi. Giờ thì mình vào phần chiến binh thôi và chỉnh lại đội hình một chút nha. Bỏ em Frost ra và mình cho vào đây là Sunoku siêu xây ra cấp 3. Giờ thì mình tiến hành nâng cấp Sunoku siêu xây ra cấp 3 của mình lên thôi. Lên được cấp độ 30 này, đột phá luôn. Khi mà có được Sunoku siêu xây ra cấp 3 thì mình sẽ all in tất cả những cái tài nguyên vào cho em Sunoku siêu xây ra cấp 3 này của mình anh em nhá. Giờ thì mình sẽ test thử sức mạnh của Sunoku siêu xây ra cấp 3 xem là chiến đấu có mạnh mẽ hay không anh em nhá. Nhưng mà Nabura nó vẫn được đánh trước anh em ạ. Và Nabura đánh trước xong thì lại còn đến cả Sunoku thường của mình cơ. Để mình xếp lại vị trí một chút xem là có thay đổi lại cái thứ tự đánh hay không anh em nhá. Ok, và vẫn là Nabura được đánh trước anh em ơi. Tiếp theo là Sunoku. Ui, nhưng mà hay một cái là khi mình lên được VIP 1 rồi thì mình có thể bỏ qua được trận chiến anh em ạ. Ui, tiết kiệm thời gian phết anh em ơi. Khi vừa được 20 cái ải là mình đã có thể thu thập thêm được 10 cái vé chiêu mộ nữa anh em nhá. Nhận hết luôn này, tuyệt vời quá anh em ơi. Tiếp tục là mình sẽ vào chiêu mộ cao cấp để xem lần. Ui, hai vị tướng bậc A anh em ạ, cứ tưởng là bậc S cơ. Thôi thì bậc A cũng tạm tạm bởi vì có thể nhận thêm được 100 kim cương mà. Sau khi chăm chỉ đi vượt ải thì lực chiến của mình cũng đã lên được 33.000 rồi anh em ạ. Giờ thì mình sẽ vào đấu trường để đánh thêm một vài trận nữa. Mình sẽ cứ đè những bạn nào lực chiến thấp hơn để mà oánh cho nó dễ anh em nhá. Ok, đội hình của team bạn kia thì khá là lực điền khi mà cũng có một vài vị tướng SS, ví dụ như làm Khalifa này. Nhưng đội hình của mình thì cũng không kém khi mà có Sunoku siêu xây ra cấp 3 anh em nhá. Chiến luôn à. Ui da, Vegeta team bạn thì cực kỳ khủng khiếp luôn. Đã đánh cho em Meta Cooler của mình rất dính máu rồi. Nhưng mà Vegeta bên mình thì cũng trả đòn cực kỳ gắt. Ôi, team bạn thì căng đét luôn này. À bây giờ thì ui, một pha nộ cực kỳ khủng khiếp luôn anh em ạ. Trời ơi, thêm một pha nữa đến từ Nabura của mình. Và team bạn thì có ư sồi trăng sừ, cầm thanh kiếm chém cũng khá lực và khiến cho team mình phải nằm xuống một em rồi. Nhưng team bạn thì cũng chỉ còn lại 3 em mà thôi. Ui, Sunoku sử dụng quả cầu năng lượng khá là gắt anh em nhá. Rồi, team mình cũng chỉ còn lại 3 em mà thôi. Ngang tài ngang sức. Và bây giờ là hợp kích K22. Team bạn thì cũng dập dính máu đến nơi rồi. Chuẩn bị phải nằm xuống. Team mình vẫn còn khá là lực đến từ Sunoku siêu xây ra cấp 3 cũng như là Dabura anh em ạ. Mày đây. Ui, K22. Yes, cuối cùng thì mình cũng đã giành chiến thắng rồi anh em nhá. Khá là chật vật đấy. Sau khi giành chiến thắng 3 trận đấu ở trong đấu trường thì mình cuối cùng cũng đã xong cái nhiệm vụ để mở thêm được một cái hợp kích nữa anh em ạ. Hợp kích này gọi là Family Kamehameha. Ba bố con Sunoku, Sunohan và Sunkuten cùng sử dụng Kamehameha anh em nhá. Trông có vẻ là mạnh đấy. Mình sẽ tăng nhanh cái hợp kích này lên để trang bị vào cho đội của mình anh em nhá. Hợp kích tiếp theo là siêu cầu kinh khí thì mình cũng đang chuẩn bị hoàn thành rồi anh em nhá. Còn một cái nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi. Mua 3 vật phẩm trong cửa tiệm này, mình sẽ đi luôn anh em ạ. Ui, có đá nâng cấp giảm 50% thì mình sẽ mua anh em nhá. Rồi, như vậy là đã xong rồi. Quay trở lại xem nào. Ui, mở thêm được một cái hợp kích nữa. Cực kỳ là dễ dàng luôn anh em nhá. Tiếp tục là mình sẽ tăng nhanh luôn này. Ok, đối với cái hợp kích pháo sáng thần thánh thì mình cũng đã hoàn thành 3/4 cái nhiệm vụ rồi. Để mình xem nhiệm vụ cuối cùng là gì đây. Chơi phó bản quân đoàn một lần. Cái này thì mình bắt buộc phải vào quân đoàn cái đã anh em ạ. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ vào lựa chọn cái hợp kích siêu cầu kinh khi này để xem cái hiệu ứng skill hợp kích đấy nó như thế nào đây anh em ơi. Không biết rằng là kẻ địch có trụ được đến khi mà mình sử dụng cái hợp kích không anh em ạ. Hai hiệp thì nó mới sử dụng cơ. Cố lên nào. Ui, may quá kẻ địch vẫn còn sống anh em ơi. Yes, siêu cầu kinh khi đi xem nào. Sunoku. Ui, nhưng mà quả nộ đến từ Sunoku siêu xây ra cấp 3 của mình nó cực kỳ khủng khiếp cho nên là chưa kịp nhìn thấy hợp kích thì kẻ địch đã phải nằm xuống rồi anh em ạ. Ok, thì anh em thấy từ game ngọc rồng mới chiến binh siêu cấp này như thế nào? Nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và nếu như anh em yêu thích mô hình Dragon Ball thì có thể click vào giỏ hàng bên dưới để sắm về cho mình một vài con mô hình thật là ngầu loi.
để trên bàn học. Đây có các kiểu quân điểm cho nó chất chơi người rơi anh em nhá.